Đây là pha bóng gây ra nhiều tranh cãi nhất ở vòng đấu thứ 23. Trọng tài Trần Văn Lập tưởng chừng như đã công nhận bàn thắng của Wander Luiz ở phút thứ 68. Khi mà hành động của trọng tài này không cho thấy dấu hiệu, ông cho rằng đây là một bàn thắng không hợp lệ. Nhưng trước sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Thanh Hóa và sau khi hội ý với trợ lý Nguyễn Lâm Minh Đăng, trọng tài Trần Văn Lập đã quyết định không công nhận bàn thắng của Long An. Theo đánh giá của giới quan sát, trong tình huống này, trọng tài Lập đã không nhận được sự hỗ trợ của các trợ lý và việc ông không đưa ra quyết định một cách rõ ràng ngay sau pha bóng đó là do lỗi của trợ lý. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Lập đang gây ra rất nhiều tranh cãi khi mọi góc quay trên truyền hình đều không thể xác định được Wander Luiz đã rơi vào thế việt vị hay chưa. Và nếu ban tổ chức giải chưa chứng minh được quyết định của trọng tài là đúng hay sai, Long An có thể đã mất oan một bàn thắng hợp lệ. Trận derby xứ Quảng đã diễn ra với sự quyết liệt nằm ngoài mọi dự báo trước đó, khi chỉ trong vài phút, trọng tài đã phải rút ra tới hai thẻ đỏ cho các cầu thủ của SHB Đà Nẵng vì hai tình huống trả đũa với các cầu thủ đối phương. Đầu tiên là Gramot với cú húc đầu vào Văn Học ở phút thứ 68, và khi những cái đầu nóng của SHB Đà Nẵng chưa có dấu hiệu hạ hòa, thì vài phút sau đó, thiếu chút nữa đã có màn ẩu đả tập thể diễn ra sau tình huống Merlo đã nổi đóa do va chạm với các cầu thủ Quảng Nam dù cầu thủ này đang nằm trên sân. Việc SHB Đà Nẵng mất tới hai người có thể là một lý do hoàn hảo để lý giải cho thất bại 0-2 trong trận derby xứ Quảng, dù hai đội đều đang có mối liên quan nhất định tới Bầu Hiền, và trên thực tế thì Quảng Nam là đội đang cần điểm hơn vào lúc này. Dù vậy, cũng không thể cho rằng đội bóng sông Hàn đã nương chân với đối thủ, chỉ là họ phản ứng một cách thái quá mà thôi. Hà Nội đã bất ngờ vấp ngã theo một kịch bản nằm ngoài dự báo của các cổ động viên và chính thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Ở trận đấu này, một trong những hàng thủ vững chắc nhất của V-League đã sụp đổ một cách khá bất ngờ trước một Hoàng Anh Gia Lai không quá thực sự xuất sắc. Các hậu vệ của nhà đương kim vô địch mắc nhiều sai lầm không đáng có, chơi mất tập trung, và đây là lý do khiến thủ thành Văn Công phải vào lưới nhận bóng tới 3 lần, điều mà Hà Nội gần như rất ít mắc phải kể từ đầu mùa giải. Thất bại của Hà Nội khiến thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đánh mất ngôi đầu bảng và quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trước 3 vòng đầu cuối, khó khăn đang chờ đợi nhà đương kim vô địch, và rất có thể đây là thất bại dẫn đến việc Hà Nội không thể lên ngôi ở mùa giải năm nay. Trắng tay trước FLC Thanh Hóa, Long An gần như không còn chút hy vọng nào sẽ trụ lại được ở V-League, dù trên lý thuyết vẫn còn một cơ hội cực kỳ mong manh cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương. Khoảng cách 9 điểm với xổ số Kiến Thiết Cần Thơ khiến Long An sẽ phải giành chiến thắng trong cả 3 trận còn lại, trong đó có trận đối đầu trực tiếp với Cần Thơ. Đồng thời, đội bóng Tây Đô phải thua cả 3 trận, đội chủ sân Tân An mới có hy vọng trụ lại. Đây là một kịch bản rất khó xảy ra, bởi chưa nói đến yếu tố khách quan, thực lực của Long An lúc này không đủ để giúp họ làm được điều đó. Nếu Long An phải xuống hạng, đó cũng là cái kết không bất ngờ, khi họ là đội bóng đã có thể hiện yếu kém nhất ở mùa giải năm nay.